kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai người gặp và làm luôn đi. Đưa quà luôn liền. Hả? Đưa quà liền luôn. Thì tụi em muốn đưa nào đưa, không đưa lấy lại á. Dạ, cho anh. Anh có món quà tặng à? Dạ, em cảm ơn. À, anh có gì muốn hỏi em? Mới gặp bỡ ngỡ quá. Dạ. Nhìn ngoài thì ok rồi. Có má ngồi đó nha, nói chuyện cẩn thận nha. À, vậy chứ anh nghĩ sao nếu như mà người phụ nữ đi làm, anh sẽ chia sẻ công việc nhà với người phụ nữ? Anh thì từ nhỏ anh cũng đã tự lập rồi. Dạ. Lúc 8 tuổi anh đã tự nấu cơm rồi. Bếp núc hay là đồ ăn đồ uống, việc nhà thì anh tự làm hết. Đó không sao. Thì cô vợ nấu cơm thì anh ở đây ăn xong mình rửa chén hoặc là phụ gì đó đi chợ. Dạ, dạ. Chuyện đó bình thường. Giờ bây giờ anh tại còn ăn con độc thân. Tới dạ. Lúc mà anh lấy em thì em của anh cũng đã ra trường rồi. Trong phần lương á, mình sẽ trích cho hai bên gia đình, ba mẹ một phần. Anh đương nhiên rồi, em hiểu mà. Thì đó, dạ. Em thấy anh giống anh Hoàng Mập kìa. À, có gì bồi bổ thêm cũng được anh. Mà nhìn bề ngoài vậy đủ chuẩn em chưa? Anh này nói chuẩn nghe mơ lắm, em thấy ổn. Ờ, được dạ. Mấy điểm? Chắc cũng cỡ 8-9. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Con không khoáng vậy. Em có hay kiểm soát giống như điện thoại hay là bóp phí đâu không? Vậy anh có ghen không? Có. Anh ghen nhiêu? Tin nhau thì được. Em có kiểm tra mấy vụ đó? Anh có kiểm tra không? Không, anh thì thoải mái. Vậy em cũng không kiểm tra. À. À, vậy chứ công việc của em cũng hơi bận như vậy. Vậy thì tính thời gian rảnh làm sao giờ anh? Anh thì là anh cũng bận nữa. Dạ. Anh làm về hành chánh xong anh cũng vẫn đi trực thêm buổi tối từ 5 giờ tới 9 giờ. Không lẽ giờ mình hẹn qua mạng hả anh? Chủ nhật anh rảnh. À, dạ. Chủ nhật anh rảnh nguyên ngày luôn. Đúng rồi, một tháng anh chỉ trực một ngày chủ nhật thôi. Còn chủ nhật em làm tới hết ngày lận á. Không sao, thì buổi tối mình ra ngoài mình tìm hiểu thêm đi. Nhưng bây giờ để hai đứa con gái em có thích không? Rồi có đòi người ta đẻ thêm trai không? Có nhiều ông á là đó, vợ đẻ hai đứa con gái cứ bắt phải đẻ đứa trai, đẻ cả chục vợ, có đứa trai cũng phải đẻ, không đẻ thì giận hờn. Không tính vậy không? Đẻ nhiều quá mệt vợ chứ anh, hao mòn hết. Hao mòn gì? Hao mòn thể xác. Mất sức. Thôi được rồi, nói chung là bạn này rất là tình cổm. Dạ. Nghĩ rất là chín chắn. Dạ. Tất cả về quan điểm tình yêu gia đình rồi ha. Bây giờ rồi, suy nghĩ để thật kỹ. Bấm đi chuẩn bị nha. Suy nghĩ thật kỹ xem chúng ta có muốn hẹn hò với nhau hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bây giờ nắm tay cảm nhận về nhau làm sao? Từ từ không nắm cái coi đi cô giáo ơi. Trời ơi, run dữ vậy. Dễ thương quá. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai người sẽ có một không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Và hôm nay có bác ngồi đây cũng chứng kiến ha. Mong rằng sang năm mới mình làm sớm sớm chút xíu để sanh con đẻ cháu hay có cháu nội. Xin nồi quá rồi bác ha, mình làm luôn bác nha. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược đi lên. Cảm ơn. Rồi nắm tay gửi dẫn xin phim đi. Đi con này nè, hết biết đường đi rồi hả?